Nghệ thuật chơi đá cảnh là thú chơi tao nhã, đòi hỏi người chơi phải bỏ nhiều công phu. Những viên đá có hình dáng đẹp được ví như những tác phẩm nghệ thuật đem lại nhiều cảm xúc cho người thưởng ngoạn. Từ nghệ thuật chơi đá cảnh kết hợp với đam mê nhiếp ảnh, ông Lê Đức Vĩ đã hình thành một loại hình nghệ thuật mới trên đá. Nhưng mà ngày đó là mình đề ra một cái phương châm, là một cái tiêu chí cho mình làm việc. Thứ nhất là mình chơi đá không giống như phong cách chơi đá của Hàn, của Nhật Bản hoặc là của Trung Hoa. Tôi coi viên đá giống hệt như là một giai điệu tự nhiên của đất trời vậy. Rồi cái hình dáng của viên đá, cái cấu trúc hình thể của nó là giống như tiết tấu trong một bản nhạc. Tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi, đó là viết ra một ca từ phù hợp để làm sao viên đá đó nó trở thành là có giá trị. Từ những năm 1995, ông Vĩ đã thành công trong việc phóng hình trắng đen lên đá. Tuy nhiên, để phóng được ảnh màu vào đá, ông Vĩ đã phải mất hơn 10 năm tìm tòi nghiên cứu để chinh phục được kỹ thuật thạch ảnh có sắc màu và độ nét như ngày nay. Để đến trong thành công thì là rất nhiều giai đoạn khó khăn vượt qua. Phải bán lô đất để mà thí nghiệm mày mò các kiểu. Và tôi cũng rất là lo lắng, vì mình là phụ nữ mà, mình rất là lo lắng. Cả bao nhiêu mà tài sản đều đổ vào đó hết, mà không thành công thì là chắc là trở lại với cái cảnh mà kiếp vợ chồng anh chị giàu như ngày xưa thôi. Năm 2006, tác phẩm đầu tiên ông trình làng giới văn nghệ sĩ Đà Nẵng là Ông và Vợ. Sau đó, những tác phẩm tranh của một số họa sĩ nước ngoài nổi tiếng được ông đưa lên đá và đã nhận được sự đón nhận của giới văn nghệ sĩ Đà Nẵng. Năm 2007, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam vinh danh Lê Đức Vĩ là người đầu tiên và duy nhất thành công trong việc làm thạch ảnh ở Việt Nam. Tôi sử dụng công nghệ hiện đại, sử dụng computer, thiết kế hình ảnh trên đó, và mỗi một cái thạch ảnh tôi làm ra thì nó không có một tác phẩm nào trùng lập tác phẩm nào, bởi vì viên đá tự nhiên mà chịu, không ai có thể tìm hai viên đá giống nhau được. Một kho đá đủ các kích cỡ và màu sắc được ông lưu trữ tại nhà. Cứ mỗi lần làm sản phẩm là ông kỳ công lựa chọn rất nhiều viên đá để đáp ứng yếu tố nghệ thuật cho tác phẩm. Bởi việc chọn đá đòi hỏi trí tưởng tượng của người làm. Từ những tấm hình, người chế tác phải tìm được viên đá phù hợp nhất với bức ảnh, về bố cục, hình dáng và màu sắc để tác phẩm toát lên được cái hồn. Quan trọng nhất chính là sự kiên nhẫn của người đi tìm đá. Khi một khách hàng gửi cho tôi một cái chân dung thì tôi phải tìm kiếm viên đá phù hợp với cái chân dung đó, hay là cái chân dung đó phải phù hợp với viên đá đó. Nói một cách ngắn gọn là như thế. Vì tôi chơi là chơi tinh thần là đá tự nhiên, không qua chế tác. Tại vì cái cấu trúc hình thể của viên đá tự nhiên là không bắt chước được. Đã nhiều lần tôi thử, tôi mài theo ý của tôi không, nó không ra. Mà nó cũng mất thời giờ nữa. Đó là lý do mà thôi, quên đi cái chuyện mà thay đổi cái hình thể của nó. Đá được đem đi rửa cho sạch. Sau đó, người chế tác xác định bề mặt đá lựa chọn để in ảnh, rồi sau đó chụp lại. Công đoạn tiếp theo, người nghệ nhân sẽ thiết kế trên máy tính bức ảnh trên bề mặt viên đá mà họ đã lựa chọn. Và để có thể phóng ảnh màu lên đá, người chế tác cần có một kiến thức tổng hợp của nhiều nghề. Đây cũng là bí truyền mà ông Vĩ chỉ truyền cho người trong gia đình.
Cái việc của tôi là một công việc liên quan đến nghệ thuật. Và đứng về mặt nào đó thì nó liên quan đến nhiều ngành nghề. Điện cũng dính vô, cơ cũng dính vô, hóa cũng dính vô, hội họa cũng dính vô một chút. Rồi là ngành nhiếp ảnh cũng dính vô một chút. Rồi kỹ thuật làm phim, tráng phim, rửa ảnh, bút xua. Nói chung là nhiều ngành nghề trong một cái ngành nghề. Nếu như không có không kiến thức này của những ngành nghề đó hỗ trợ thì mình sẽ không đi xa được. Kỹ thuật phóng ảnh màu của ông Vĩ cho phép thực hiện in ảnh lên trên các vật liệu có mặt phẳng, lồi và lõm. Tuy nhiên, mỗi viên đá đều có những đường vân, gân đá, gam màu và độ tương phản khác nhau. Bởi vậy, khi ảnh đã được in lên đá, người chế tác tiếp tục phải tỉ mẩn thực hiện công đoạn chấm ảnh để che bớt những khuyết điểm lúc in. Ví dụ như nó bị rỗ này kia nọ thì mình chấm sửa được. Thì cái giống như một người rửa ảnh đơn thuần là hồi xưa đó thôi. Nếu hồi trước đây mà đi học nghề mà làm ảnh thì chỉ cần mình rửa cái ảnh ra tối quá là đương nhiên cái đó là bắt rồi, cái đó là miễn bàn. Nhưng mà ngộ nhỡ trong quá trình mình làm nó bị bể gì đó, thì mình chấm lại. Mà tôi cũng được may mắn là trước năm 1975 là tôi được lọt vào trong một cái cơ sở là làm ảnh. Tôi dọc như thế là cũng khoảng gần một năm. Thì chính nhờ những giai đoạn như thế nó tạo nó nền cho tôi về sau này. Hình ảnh thiếu nữ Việt trong tà áo dài trắng ấn tượng. Tranh cổ điển của Picasso. Những hình ảnh tôn giáo hay danh lam thắng cảnh Đà Nẵng. Các sản phẩm được khắc họa theo 5 chủ đề chính là danh nhân văn hóa, danh lam thắng cảnh, hình tượng tôn giáo, hình tượng văn hóa và những sản phẩm đặt hàng. Trong mỗi tác phẩm là thấy hình như là cái người mà làm ra cái sản phẩm này thả hồn vào trong đó. Nếu mà chúng ta xem những cái bức mà ảnh làm về phong cảnh thì chúng ta thấy một cái phong cảnh rất là sống động. Những cái bức chân dung người thì cũng được thể hiện một cách rất là hoàn hảo. Ở gia đình chúng tôi cũng có sử dụng nhiều cái sản phẩm của anh Vĩ và thậm chí là đặt ảnh làm một số cái tác phẩm để tặng cho những người ở xa. Và tất cả những người mà người ta nhận được, người ta cũng rất là thích. Dựa theo các chủ đề mà cách chọn loại đá cơ bản, màu sắc và chất liệu cũng có những nguyên tắc nhất định. Nếu là một bức họa chân dung con người thì phải chọn loại đá mềm, có đường vân mờ và dễ mài. Với chủ đề tranh cổ điển, danh lam thắng cảnh thì lại đòi hỏi loại đá cứng, có vân nổi gồ ghề, màu nhạt. Còn với chủ đề phong cảnh thì phải là những viên đá có chiều sâu về độ rộng và chiều ngang, sắc màu đồng bộ với ảnh. Mỗi chiếc đế dành cho mỗi tác phẩm thạch ảnh của ông cũng là một sự sáng tạo của con người với tạo hóa của tự nhiên. Cái tiêu chí tôi là độc đáo và duy nhất. Do đó những cái đế mà tôi làm nó cũng y chang như thế. Mỗi một cái đế là nó phù hợp với lại viên đá thôi. Không có một cái đế nào giống cái đế nào cả. Tôi dựa lại vào cái chỗ sần sùi của cái gỗ đó, tôi phối ngẫu với lại viên đá. Thì là ngay cả cái đế của tôi cũng là một cái độc đáo, nó không giống với là cái đế của bất cứ người nào. Trong những năm gần đây, ông Vĩ đã đưa nghệ thuật thạch ảnh kết hợp với một số loại đá quý của nước ngoài. Cùng với đó là áp dụng công nghệ đèn LED để tạo nên những tác phẩm lạ mắt với sự phối hợp của ánh sáng. Đá Pakistan khoảng 2 năm sau này. Lúc đầu là nó gợi cho tôi là từ cái đá thủy tinh. Rồi từ cái cơ sở đá thủy tinh đó tôi mới bắt gặp cái dòng đá Pakistan này nè. Những cái dòng mà ví dụ như tranh thủy mạc nè, theo cái lối của phương Đông đó, thì nó phù hợp. Những cảnh phát nhẹ thôi, phương phớt thôi. Nhưng mà phải thừa nhận cái này, cái dòng đá trong này, nó dòng như Thạch Anh chẳng hạn, thì nó có lộng lẫy của nó. Mỗi tác phẩm thạch ảnh ra đời
phải trải qua nhiều công đoạn, nhưng quan trọng hơn cả là ở đôi mắt tinh đời và sự chịu khó kiên nhẫn của người mang lại một cuộc đời khác cho đá. Điểm đặc sắc hơn nữa của thạch ảnh là sự kết hợp đầy ngẫu hứng của thi, họa và những đường vân đá. Có thể nói, những tác phẩm của ông Vĩ đã đưa hòn đá vô tri vô giác trở nên có giá trị nghệ thuật mà khó thể nào nhân bản.